Thưa quý vị, bất chấp những tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19, năm 2020, kinh tế Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu lao dốc. Theo đó, Việt Nam có thể là quốc gia duy nhất có tăng trưởng kinh tế dương ở khu vực Đông Nam Á. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 từ 1,8% lên 2,3% và ở mức 6,1% năm 2021. Bất chấp những tác động tiêu cực và nặng nề của COVID-19, Việt Nam vẫn thu hút được 23,5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Đến hết tháng 11, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mức xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó nông sản nước ta đã có mặt tại 200 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, một số mặt hàng chiếm thị phần khá lớn trên thị trường thế giới như gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, tôm, cá tra.